Cá bán cái gì thì phải chuẩn bị cá bán. Thì thấy lần thứ cuối có bán. À, không ra cơn à. Em không thể lãng cái gì này không được đó. Nó lại cần đau hơn.
Thấy không, nó viêm á, nó ven lên trán chị luôn rồi. Đau lên trán với chị em. Cho nó đau. Ừ, lớn rồi. Nó đau nhưng mà nó đặc sĩ em coi lại em mới thấy vì sao nó đau, vì nó quá to. Cái chỗ nó to chỗ nó luôn á. Ừ. Cái sân nó to. Nó to còn một cái kinh khủng chứ. Hứa chị Trung chứ đi nhà muộn chị chỉ có một sân quá thà. Chị đang chỉ dĩ chứ cái đang có tròn nhá. Chị em mà phụ em đang có tròn không được. Dạ. Không phải ở đây vì cho chị Trung.